Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn bài Breast Dance, bài Underground của chị Rose Blackpink, một bài hát đang rất là hot trong thời gian gần đây. Và chúng mình cùng vào luôn nhé. Bước đầu tiên này, bạn nghiêng người và tay phải chống hông, tay trái đưa xuống khi chị hát câu Everything I Need in Underground, là cái câu mà chị đang ngân cao lên đó. Thì bạn chỉ xuống Everything I Need in Underground, ngả người xuống. Bước đầu tiên, 1, 2, để tay ra, thu người về thì đẩy người ra nhé, đẩy ra hai cái, 1, 2, chưa, 1, 2 thì phải có hông đẩy xuống nhẹ, và tiếp tục hai cái, 1, 2 và vòng tay qua đầu thì có đầu luôn, chưa, chỉ xong rồi chỉ on the wow có hông nhá, này nhá, on the wow. Tiếp theo này, bạn đánh ra 1, 2 thì đẩy người ra đi, chưa, tay chống hông và hai cái, 1 và 2. Tiếp theo này, tay vòng qua mặt thì đồng thời có mặt nhìn xuống vào dưới, chưa, Everything I Need is on the ground, chưa, bạn đi lên. Tiếp theo là 1 và 2 3 4 thì động tác này đó, đó là 1 và 2 thì đầu nghiêng sang bên trái nhất nhá. Cái thứ hai này, thứ ba này, vào này, ra, ra, hai cái chưa, và vỗ, vỗ cái. Tiếp theo này, 1, hông ở bên trái trước, 2, 3, thấp. Tiếp theo này, 1, và lần này sang bên phải, một cái thôi, thấp xuống, thì mông chúng ta sẽ ở bên trái, chưa. Và tiếp theo, tay đi cả đầu vuốt tóc lên nhá, 1, và 2, tiếp theo, thấp tay xuống này, 3, và 4, ngươi về người về, on the ground, là hết bài rồi. Đó, thì bây giờ chúng mình sẽ vào nhạc 0.75 và tốc độ chuẩn luôn nhé. Mong là các bạn sẽ thích video này. Nếu như thích, các bạn hãy cho mình chúng mình một subscribe cũng như like share video này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.